chào quý vị và các bạn, tôi là Đỗ Thị Thủy, điều dưỡng trưởng khối ngoại trú lâm sàng. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bài tập thể dục khi mang thai. Tập thể dục khi mang thai sẽ giúp bà bầu giảm nhẹ chứng chuột rút, đau lưng và giúp chuyển dạ dễ dàng hơn, đặc biệt có giấc ngủ đêm được tốt hơn. Tuy nhiên, nên lưu ý một số trường hợp sau đây không nên tập thể dục khi mang thai. 1. Bị hen suyễn. 2. Bị bệnh tim hoặc tiểu đường. 3. Sau thai bán thấp. 4. Cổ tử cung yếu. Hoặc mẹ có tiền sử. 1. Có tiền sử bị chảy máu hoặc dạ xảy trong khi mang thai. 2. Có tiền sử sảy thai. 3. Có tiền sử tiền sản giật. 4. Có tiền sử sinh non hoặc dạ sinh non. 5. Đang bị những các bệnh cấp tính hoặc bệnh lao phổi. Với các mẹ bầu hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề sức khỏe nêu trên, các mẹ bầu có thể tập thể dục khi mang thai từ tuần thứ 2 đến 16. Hãy tập thở tốt trong quá trình tập thể dục để cung cấp thêm lượng oxy cho bé. Trong quá trình tập thể dục, mẹ bầu cảm thấy đau bụng thì có thể tạm dừng để theo dõi sức khỏe. Sau đây, tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn bài tập thể dục khi mang thai. Bài tập thể dục khi mang thai của chúng ta gồm 5 động tác. Động tác đầu tiên, tay vai. Các mẹ bầu ngồi ở tư thế không chân nào thì đè vào chân nào, tư thế người thợ may, lưng thẳng. Hai tay vuông góc với bả vai. Ứng với động tác nhịp lẻ 1 3 5 7 9. Các mẹ bầu hít vào đường mũi. Nhịp chẵn 2 4 6 8 10. Các mẹ bầu thở ra hết thảm miệng. Các mẹ bầu nghiệm tôi tập một lần và chúng ta sẽ tập tiếp theo. 1. Từ từ hít vào đường mũi, đồng thời giơ tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Giơ tay thẳng, áp sát vào phần đầu. 2. Thổi ra, đưa tay phải về vị trí ban đầu. 3. Hít vào đường mũi, giơ tay trái lên, mắt nhìn theo tay. 4. Đưa về vị trí cũ. 5, 6, 7. Chúng ta bắt đầu làm với hai bên đổi tay. Lưu ý, mỗi động tác chúng ta tập từ 5 đến 10 nhịp. Chúng ta bắt đầu tập động tác đầu tiên, động tác tay vai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lưu ý này, lưng của mẹ bầu thẳng, tay của chúng ta vuông góc với bả vai, tay áp sát, thẳng tay và áp sát vào đầu. Tư thế này là tư thế chuẩn. 1 2 Thổi ra bằng miệng. 3 4 5 6 7. Động tác thứ hai của tay vai là động tác lườn. Động tác lườn như sau: một tay các mẹ bầu chống xuống cạnh hông, tay thứ hai còn lại chúng ta đưa lên sát đầu, áp sát vào đầu, nghiêng lườn hết mức có thể, đồng thời hít vào đường mũi. 2. Chúng ta thổi ra bằng miệng, cho tay về vị trí ban đầu. 3. Chống tay còn lại cạnh hông, giơ tay trái lên, sát áp đầu, căng lườn hết mức có thể. 4. Thổi ra bằng miệng về vị trí ban đầu. 5, 6, 7. Chúng ta làm tương tự. Xin mời các mẹ bầu bắt đầu tập động tác thứ hai, động tác lườn. Động tác lườn bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Động tác tiếp theo, động tác tập cổ chân. Động tác tập cổ chân chúng ta có hai động tác. Động tác 1, các mẹ bầu duỗi thẳng chân, hai tay chống cạnh hông, hai chân rộng bằng vai. Ứng với động tác nhịp 1, hít vào đường mũi,
là chúng ta căng mũi chân hết mức có thể về phía trước. Hai, thổi ra đằng miệng, chúng ta thu cái mũi chân về. Ba, chúng ta lại hít vào đằng mũi, căng mũi chân về phía trước. Bốn, nhịp thổi ra đằng miệng, đồng thời thu cái mũi chân về. Năm, sáu, bảy, chúng ta làm tương tự. Sau đây, xin mời các mẹ bầu cùng tập động tác này. Hai tay chúng ta chống cạnh hông. Động tác tập cổ chân, động tác thứ nhất, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác thứ hai của tập cổ chân, chúng ta ngồi ở tư thế giống như động tác 1, hai chân vẫn rộng bằng vai. Chúng ta lấy gót làm tâm, ứng với động tác 1 hít vào đầu mũi, chúng ta xoay cổ chân hướng ra phía ngoài. Động tác 2, thổi ra đằng miệng, chúng ta lấy gót làm tâm, xoay ngược lại theo chiều vào trong. 3, 4, 5 đến 10 chúng ta làm lặp lại tương tự. Xin mời các bạn bầu tập động tác này nhé. Động tác tập cổ chân bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo, động tác toàn thân. Động tác này giúp làm mềm dẻo cột sống lưng và tăng kết nối giữa xương hông và khung chậu. Động tác toàn thân như sau. Hai găm lòng bàn chân úp vào nhau. Hai tay đặt phía ngoài của đầu gối. Ứng với nhịp 1, hít vào đường mũi, đồng thời ngả lưng ra phía sau. Đẩy hai tay ép hai gối vào. 1. Động tác thứ hai, thổi ra đằng miệng, đồng thời từ từ tách mấy tay, tách hai gối ra, ép hai gối xuống mặt sàn. Người ngả về phía trước, thổi ra. 2. Hít vào đường mũi, lấy thay hai tay, ép sát hai gối vào, đưa người ra phía sau. 3. Thổi ra đằng miệng, đồng thời tách hai gối áp sát xuống sàn, người đưa về phía trước. 4, 5, 6, 7 đến 10, chúng ta làm tương tự. Động tác toàn thân bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo, động tác lưng. Tập động tác này các mẹ bầu có tác dụng làm mềm dẻo cột sống lưng, cả lưng trên và lưng dưới, giúp chống đau mỏi lưng và rèn luyện được cơ lưng. Động tác lưng, tư thế ở tư thế quỳ bò. Hai tay của chúng ta vuông góc với bả vai. Hai mu bàn chân áp xuống đất. Ứng với nhịp 1, hít vào đường mũi, đồng thời cong lưng hết mức có thể. Đầu chúng ta cúi xuống. Khi chúng ta hô 1 hít vào đường mũi, thì lưng của chúng ta cong hết mức có thể. 2. Từ từ đưa mặt lên, thổi ra, đồng thời lưng của chúng ta võng hết mức có thể. 3. Làm tương tự như nhịp 1, cong lưng lên. Đúng rồi. 4. Võng lưng xuống. 1. Hít vào đường mũi, đồng thời cong lưng hết có thể. 2. Thổi ra đường miệng, võng lưng xuống, đồng thời ngửa mặt cao lên thổi ra. 3.
4 5 6 7 8 9 10 Động tác cuối cùng của bài tập thể dục khi mang thai là động tác phối hợp giữa mông, tay và chân. Và chúng ta tập động tác này thì chúng ta cần chuẩn bị hai cái gối và một cái chăn. Trước khi vào động tác này, xin hướng dẫn quý vị và các bạn động tác nằm tư thế an toàn cho các bà bầu. Chúng ta sử dụng hai gối. Một gối để chúng ta gối phần đầu, gáy của bà bầu. Gối thứ hai, chúng ta để vị trí dưới để đỡ cái khoeo chân của bà bầu. Và một cái chăn để chúng ta đỡ bụng bà bầu khi chúng ta nằm nghiêng. Tư thế nằm an toàn như sau. Vùng gối thứ nhất là đỡ phần đầu và phần gáy của bà bầu. Vùng gối thứ hai là để phía dưới khoeo chân của bà bầu. Được chưa? Chúng ta nằm ở tư thế ngửa. Khi nằm ở tư thế ngửa này, thích hợp đối với những bà bầu nào có tuần tuổi thai từ 3 tháng đầu đến 3 tháng giữa. Nhưng chuyển đến 3 tháng cuối của thai kỳ, bầu của chúng ta đã bắt đầu to hơn, thì chúng ta sẽ chuyển sang tư thế nằm nghiêng để tránh gây khó thở, hiện tượng khó thở cho chính bản thân của chúng ta. Và tư thế nằm nghiêng tốt nhất cho bà bầu là tư thế nằm nghiêng trái. Và khi nghiêng trái chúng ta nằm như sau. Chúng ta sử dụng một cái chăn để chúng ta đỡ bụng của chúng ta. Vì 3 tháng cuối bụng chúng ta to hơn, chúng ta khi nó nằm nghiêng thì bụng sẽ bị đổ xuống giường, chúng ta đỡ cái phần bụng đè lên phần chăn. Đồng thời chân, cái gối thứ hai chúng ta để sát bên chân, chúng ta gác chân lên gối sao cho nguyên tắc là không chân nào tì đè vào chân nào, không tay nào tì đè vào tay nào, để làm giảm chứng chuột rút trong khi ngủ. Đây là tư thế nằm nghiêng trái tốt cho bà bầu. Có rất nhiều loại gối để cho các bà bầu chúng ta có thể lựa chọn làm sao có giấc ngủ được ngon nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của tập thể dục khi mang thai, động tác chân phối hợp với mông và tay. Động tác đầu tiên của tư thế này là động tác tay. Ứng với nhịp 1, hít vào đường mũi, đồng thời giơ hai tay lên qua đầu, đặt áp xuống mặt đất. 2, thổi ra đằng miệng, đồng thời đưa hai tay về vị trí xuôi thân mình. 3, hít vào đường mũi, đồng thời đưa tay qua đầu chạm xuống mặt đất. 4, thổi ra đằng miệng, đưa tay về vị trí cũ. Nhịp 5, 6, 7 đến 10 chúng ta làm tương tự. Xin mời các bà bầu chúng ta cùng tập động tác này. Động tác hai tay bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo của tư thế nằm là động tác tay và chân cùng bên phối hợp. Ứng với nhịp 1, chúng ta giơ tay phải lên, đồng thời chân phải chúng ta giơ lên. 1, 2, 3, hít vào đường mũi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác cuối cùng của tư thế này là động tác tay, chân phối hợp khắc chiều nhau. Ứng với nhịp 1, tay phải giơ lên, chân trái đá cao. Chúng ta cùng làm động tác này như sau. Động tác 1, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10. Động tác cuối cùng là động tác thư giãn. Động tác này chúng ta để tư thế như sau. Hai chân chúng ta co lên, chống ở cạnh hông. Hai tay của chúng ta xuôi xuống để thẳng tay. Ứng với nhịp 1, các bạn hít vào đường mũi, đồng thời dùng lực của bàn chân và tay chống làm sao nhấc mông và lưng lên khỏi mặt sàn cao hết mức có thể. 2. Thổi ra đằng miệng, đồng thời từ từ hạ lưng bông xuống mặt đất. 3. Hít vào đường mũi, tiếp tục nâng mông lên. 4. Thổi ra đằng miệng, hạ xuống. Chúng ta làm 5, 6, 7 đến 10 tương tự như thế. Và tập động tác này sẽ giúp thư giãn vùng cơ hông và vùng thắt lưng. Chúng ta cùng làm động tác cuối cùng như sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Trên đây là 5 bài tập cơ bản dành cho các mẹ bầu. Các mẹ bầu nên tập một cách thường xuyên và đều đặn nếu sức khỏe không có vấn đề gì đáng ngại. Lưu ý rằng, trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, khi thai nhi chưa ổn định thì việc luyện tập cần rất nhẹ nhàng. Trong quá trình tập thể dục, chúng ta thấy xuất hiện cơn đau hay cơn gò tử cung, chúng ta cần dừng để chúng ta theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.